Sức khỏe là vàng, nhưng làm sao để có sức khỏe tốt nhất? Bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe mà chưa biết tư vấn ở đâu? Hãy đến với chương trình Alo Bác sĩ ơi của báo Đồng Nai Online. Chương trình có sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đến từ các bệnh viện lớn của tỉnh, tư vấn về các vấn đề chăm sóc sức khỏe, cách phòng ngừa, điều trị các bệnh thường gặp đối với người lớn và trẻ nhỏ. Nhận câu hỏi và tư vấn miễn phí qua số hotline 0908 951 168 hoặc 0909 129 492. Hoặc bạn đọc có thể gửi câu hỏi qua Messenger của fanpage báo Đồng Nai. Với mong muốn mang những thông tin bổ ích đến với bạn đọc, nhất là các thông tin về y tế, thời gian tới báo Đồng Nai sẽ nỗ lực phát triển chương trình Alo Bác sĩ ơi thành một hệ sinh thái nội dung tư vấn y tế trực tuyến. Với các loại hình báo chí đa dạng, talk show trực tuyến, podcast, infographic, đồ họa thông tin, bài viết, phỏng vấn để những thông tin y tế chính thống tiếp cận gần hơn, đa dạng hơn với bạn đọc. Hiện chương trình đã có bộ nhận diện riêng, có các sản phẩm talk show, podcast và đang tiếp tục sản xuất các thể loại khác. Độc giả có thể quét mã QR riêng của chương trình để truy cập ngay toàn bộ nội dung được đăng tải. Chương trình Alo Bác sĩ ơi được đăng tải đều đặn trên báo Đồng Nai Online và các nền tảng số vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Alo Bác sĩ ơi, dễ dàng kết nối, dễ dàng chia sẻ.